Câu 16 cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong y bằng căn 2 cộng sin x trục trục hoành và các đường x bằng 0, x bằng pi. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục trục hoành có thể tích. Thì bước đầu tiên các bạn thuộc công thức tính thể tích, thì đây là công thức tính thể tích được tạo bởi hai đường cong. Thì cái đường thứ nhất y bằng fx, cái đường thứ hai y bằng gx, x thuộc vào cái đoạn a ab, được chưa? Vậy theo công thức v sẽ bằng pi nhân tích phân từ a đến b của fx bình trừ gx bình, chỉ tuyệt đối nhấn để x. Ok chưa? Đó là công thức tính thể tích nha các bạn, được tạo bởi hai đường cong. Thì đề bài cho đường cong thứ nhất y bằng căn 2 cộng sin x, cái đường cong thứ hai y bằng trục hoành đó, y bằng 0 và x của mình là x bằng a, x bằng 0, y bằng, xin lỗi, x bằng pi, được chưa? Đây là a nè, đây là b nè. Ok chưa? Thì để giải quyết được bài này, bước 1 nha các bạn. Bước 1 là giải f bình x trừ g bình x bằng 0 để tìm ra nghiệm x1, x2 vân vân và vân vân. Sau đó bước 2 các bạn xét bảng biến thiên, bảng xét dấu để chi? Để trong cái khoảng này x nè rồi tới f bình x trừ g bình x từ a nè đến b nè, xem coi có cái nghiệm nào ở trên đây, có nằm trong đây để qua nghiệm trái dấu, để qua nghiệm đó thay đổi dấu để chi? Để các bạn bung cái dấu chỉ đổi này nè, đó, bung cái dấu chỉ đổi thôi, được chưa? Cái bước xét dấu này chủ yếu để bỏ chỉ đổi, bỏ chỉ tuyệt đối. Sau đó bước 3 các bạn giải bình, bước 3 các bạn giải bình thường, giải tích phân. Ok chưa? Rồi thì tương tự đây nè, đây thì ta sẽ có là f bình x trừ g bình x bằng, đây bình phương là 2 cộng sin x trừ cho không bình ra không nè, và ghi chưa, bằng 0. Vậy 2 cộng sin x bằng 0, mà mình biết rằng sin x của mình lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Vậy 2 thằng này cộng cho sin thì luôn luôn lớn hơn 0. Vậy phương trình này vô nghiệm, được chưa? Vô nghiệm. Vậy các bạn chỉ cần tính thể tích pi tích phân từ vô nghiệm lên từ 0 nè đến pi, từ 0 đến pi luôn, của f bình x trừ g bình x chỉ kịp đối để x, g bình x là 0 rồi, được chưa? Vậy mình sẽ bằng tích phân pi 0 đến pi f bình x chỉ tuyệt đối để x bằng, mà mình biết rằng cái gì bình phương cũng lớn hơn bằng 0, vậy bung trị ra là chính nó, vậy là f bình x để x, về tích phân pi 0 đến pi của bình phương, f bình phương là này chính là 2 cộng sin x để x, được chưa? Vậy bằng pi rồi 2 tích phân của 2 lại ra 2 x tích phân của sin, đạo hàm của sin ra cos, đạo hàm của sin ra cos, đạo hàm của cos ra trừ sin, vậy là trừ cos tích phân của sin ra trừ cos x từ 0 đến pi. Và tới đây các bạn thế vào
giờ mình sẽ ra là bi nè, thế bi vào trước, vậy là hai bi trừ cos của bi, cos của bi thì ra là trừ một, vậy có dấu trừ ngược cộng một, trừ cho thế không vào nè, không hai nhân không trừ cos của không ra là trừ một, cos của không là một mà có dấu trừ là trừ một, được chưa? Vậy bằng bi hai bi cộng một cộng một, rồi đây trừ trừ thành cộng một nữa, vậy bằng là bi hai bi cộng hai. Và các bạn chọn đáp án giúp mình mang số 2 đặt làm nguyên tử chung luôn, hai bi bi cộng cộng một, và chọn đáp án là câu B.